Luôn em chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã phát hiện thêm được một sinh vật mới ở trong DLC Anomaly anh em ạ, là con ngạ quỷ này. Thì khi mà phát hiện nó, mình cũng tìm được thêm ba loại công nghệ mới là Team Go này. Thì mình có thể biến một người sống thành con ngạ quỷ này. Và con ngạ quỷ này nó không làm được việc anh em ạ, nó chỉ có biết chiến đấu và ăn thịt thôi. Theo là cái này thì mình có thể nâng cấp con Go của mình lên cho nó mạnh thêm một xíu, và cũng như là nó cho mình thêm một cái công thức chế tạo luôn. Cái gì ta? Cái thuốc để hồi sinh con Go ấy. Đấy, đấy là ba công thức mới mà mình tìm được khi mình phát hiện con Go. Ok, tầm này cứ cố tiếp tục farm thôi, farm và đợi quẩy khuấy warp lên để tìm thêm mấy con sinh vật nữa. Thiết bị ngăn chặn mảnh vỡ. Cái này là một mảnh vỡ viễn cổ. Công nghệ hắc ám phát ra công năng làm tâm linh, làm giảm sự giam giữ, làm tăng mức độ giam giữ lên à. Để cục 19 giữa thì hai cái này đều được à. Mà để mình cắt một phòng thì nó có ít không ta? Kệ dầu mà, mỗi phòng cái đi. Ok. Cái này vẫn đang đợi. Đang đợi chích xuất từ máy này ra. Mà trước bắt cũng được nhiều, bắt được 4 con à. Tập này chắc có lẽ coi mài tường đi. Mài tường rồi đào thêm đá hoa cương. Tôi nhớ không nhầm thì ở đây có cái chỗ này đào đá hoa cương này. Mình phải đặt đồ này để đào đá hoa cương. Rồi. Rồi đặt ở đây để đào uranium. Ida đã bị dính ngộ độc thực phẩm. Ở này thì tôi cũng phát hiện là cái chỗ này tôi chưa hạ nhiệt độ rồi, để tôi hạ nhiệt độ xuống luôn. Âm 9. Chứ không vì làm sao mà chỗ đó nó gì được. Chạy sáu máy lạnh mà nó không giữ lành thì chỗ này mặc dù ở ngoài trời thì vẫn chưa dính đợt nóng nha. Luna lột đồ này ra. Rồi. Đây thì để coi đẩy cái sĩ thép xuống dưới đi. Đẩy cái đống áo giáp lên. Rã đống áo giáp trước đã. Áo giáp quá trời luôn mà vẫn chưa rã, nên coi áo giáp sạch đây. Ok, rã đóng áo giáp nhiễm trùng ở trước. Kiếm thêm ít lát steel. Bọn này thì thằng này kháng cự cũng đang khá là cao. Hoàng đế rồi. Vũ đó. Ida, thằng Ida này, thằng này đủ phòng tôi mới bắt lại không? Tù nhân phóng thích đi. Khai thác Hamogen. Rồi, cơ sĩ sụp, Russo. Russo bộ chủ ngoại giao chắc phải ở riêng một phòng ấy, chứ mà ở chung là meltdown. Khó lắm. Russo. Tôi với Yuchi là phải ở yên một phòng. Mà Yuchi thì đang cầm cái kiếm ôn hòa, với lại có cái ôn hòa nữa. Yuchi đang cầm cái kiếm luôn rồi. Khó mèo rao lắm. Vô cái kiếm nữa nè, Akio. Còn cái đống gen thì tôi phải cố gắng chích mấy cái gen xấu thôi. Chứ gen của Yuchi với lại anh em người thú vẫn chưa gọi là hoàn hảo đâu. Nếu như mà cái tốc độ trao đổi cái gì của nó mà cao quá thì ăn nhiều nó không hay lắm. Kiểm soát thực thể khai thác Ferric tiếp theo nghiên cứu qua đó đi. Quả này mình có nên nhốt hết thú vô chuồng ta. Để nó ở đây đi, hốt chỗ dễ. Ngày xưa tôi thả ra đây tại vì sợ nó không đủ đồ ăn ấy. Bây giờ nó đủ rồi thì chắc thì nhốt lại một chuồng thôi, mình dễ kiểm soát. Chứ nó ăn ngoài đây không hay lắm, để cỏ ở đây mình chế đồ ăn nhiều hơn, ngon hơn. Đu 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 đu. Cửa này, cửa gỗ đi. Rồi xem phá hàng rào đi đi. Mình phá bỏ hàng rào này để tăng tốc độ di chuyển của đồng đội lên. Chỗ này, coi coi mài mấy cái tường luôn. Nếu mà lấy được đá hoa cương là mài mấy cái tường luôn là vừa.
mài hết lớp ở ngoài đi, xây đá hoa cương lên, dựng hang lại đi, ra ngoài đào đi mấy gu. Du 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 chỗ này trồng bắp đi. Ok. Keto. Rồi. Chuẩn bị hết mùa hè rồi. Thú hoang. Mày quên bị gì á? À, mày quên lại chắc mới quýnh nhau rồi, quýnh nhau si kích mui. Rayto quả chứ Thunder cũng bị trọng thương nặng rồi. Rayto Thunder thì cần đang nghỉ ngơi. Cười. Xếp lại cái. Ok. Quả này để coi. Bên đây đang bắt đầu chế giáp đúng không? Làm thêm mấy cái phân tích dạ dày này. Để tăng tốc độ nấu ăn lên cho anh em. Thêm hai cái giò đi. Rồi. Lên kiện cao cấp 33 cái. Vẫn đang chế. Là tôi bật cái này tôi thấy cái khu này nó hình như nó là cái phòng rồi. Không à, không phải nữa. À tại vì đang phá cái này. Nếu như mà mình không xây cái này lên thì cái này vẫn là cái phòng, phá cái cửa luôn đi. Chứ không mà cái này là cái phòng thì nó sẽ tính là trong nhà. Thì anh em sẽ cảm thấy như đang bị nhốt trong tù ấy, kiểu vậy. Trung thành với Quang Vinh. Sao tôi thấy cảm giác săn thú nó hơi chậm nhờ. Hồi xưa tôi săn thú nhanh lắm á. Tôi coi rồi. Phải săn thú nhanh lên tăng có tốc độ. Ngày của Haman nó Haman bình thường lắm gì á. Quân chương giờ cũng đi xây rồi, quân chương để này số 3 đi. Gì để số 3. DL để số 3. Luôn để số 3. Bị kè. Rồi. Rayto, Quang Vinh. Quá trời họ săn luôn mà cảm giác như săn cái việc săn bắn nó đang nó cút lắm rồi bạn. Russo nè. Russo bình thường rảnh cũng đi săn bắn đi. Mikey coi phá này luôn đi vừa luôn. Rồi. Nói một mình một phòng là vui vẻ liền đúng không? Ở chung ta là không chịu đúng không? Phòng ngủ chung nè. Phá cái giường đi thành phòng ngủ cá nhân. Đó, phòng ngủ của Russo. Mà nó sẽ đỡ bị bao đau hơn xíu. Giờ nhà đông quá cũng không thể nào mỗi người một nhà được nữa. Ok. Tôi dỡ này lên đây. Cho cái này giờ để luôn cả cái lõi đi. Cái này đừng để cái lõi nữa. Rồi để gì nữa ta? Cái gì mà liên quan tới gen với lại máy móc cũng để ở đây hết đi. Viên nang kiến trúc. Viên nang kiến trúc. Cười. Sống này sung. Sung hạnh phúc.
Trở đi xung quanh quốc đế đi. Rồi. Đóng vũ khí mà súng của Việt cao tôi để ngoài đây luôn. Thiếu gỗ quá. Thiếu gỗ quá. Công việc. Phải để bộ trưởng bộ nông nghiệp đậu không ra chặt gỗ rồi. Để cho anh em đi trồng từ từ đi. Thiếu gỗ quá. Bữa nay ổn ta. Ok. Này trồng bắp. Xà cưng. Lúa. Thiếu gỗ không xây cửa được. Ủa việc nghiên cứu bóng đêm chắc tôi cho mỏ lá rơi nghiên cứu bóng đêm để tôi dễ kiểm soát. Tới địch tới má đang định ra chặt khúc miếng gỗ mà địch tới rồi vô nhà đi chuyển đổi thành công vô nát. Rồi chuyện chiêu hàng Jonas với thằng Nakanche Bilbe Mekki này đủ này Ida đủ đúng không? Ida lấy gen chưa? Lấy gen rồi. Baton này thì chắc cho vô ngủ đông rồi. Uso thiếu vũ khí tầm xa. Uso lấy cái AK. Này bọn này có gì đây? Cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhà cũng đang khá là thiếu pháo. Nhà không có pháo luôn. Tại vì không có gỗ, không có nhiên liệu là không có pháo luôn. Không đang pháo luôn. Căng thiệt. Thăm anh trang bị súng quả tiện quý diệt ai đập bể cái tủ luôn à cho thăm anh ra chơi khô máu đi cắn hú vô rốt. Tới mà chạy chạy lên chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy 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 rồi quá anh sát rồi nó mới dập lửa luôn anh sát đó chạy nhanh lên. Đau đớn, có đau đớn thì cũng phải chạy đi. Chịu nổ chết một con. Chuẩn bị quá lực. Cười. Ông anh nhanh con mẹ nó giò lên mười ơi. Lấy cây còn cây đại liên nào ở nhà ông ta lấy cây đại liên ở đây
Vô. Súng trường lên trước, Ali đứng sau. Vừa đủ luôn. Không, rồi thiếu một người. Haman giờ đi. Giờ đi luôn. Giờ đủ quá lực đủ chơi nó rồi. Giờ hết dám cho anh em cận chiến ra đây luôn. Giỏi lắm, đứng nấu súng rồi chứ. Ra thì nguy hiểm quá. Súng nấu súng rồi, nếu tem nó không có cận chiến thì thôi, chứ cho bắn thôi. Công này trò chuyện đến chiêu hàng mình đỡ rồi, mình đỡ chưa hồi chiêu nữa. Đông quá là chết quạng này luôn, nếu không cần đâu bọn này, nếu mà không có được chiến đẩy lên thì cứ bắn bình thường đó, mỗi lực mình mạnh. Anh em mày đẩy lên đây luôn đi, nó bắn không tới mình bắn tới nó. Chưa này luôn, dỡ quả lực vô nó. Bây giờ mấy này dùng, dùng xanh lá xuống trường bắn tới, vô dùng vàng bắn mới tới. Nó bắn hết đạn đi luôn à, không UV đi gom mấy gài luôn à. Thôi xong bây giờ đi, hoặc là cử vài người ở đây, nó vẫn còn vài khẩu pháo laser đúng không? Để đó giờ cứu hoa. Đai bom khó luôn á ta. Thằng đai cứu quả không trời. Thằng nè. Kiệt ngô. Nasi. Chuẩn bị kéo quân ra chơi bọn này họ cháy. Cháy thú nuôi. Tên là súp cô đi. Đồ ăn dự phòng. Ok. Anh em có đai không khó hết chưa? Rồi. Tới ngay khúc giữa xong rồi đúng không? Sốc đợt tự thường quá.
Giết. Lên. Ôi. Lên em ơi. Chưa đi chậm em. Bắn tới không? Tới kia ngon đẩy lên khúc nữa. Dài dính rồi, đủ không thốn á. Làm sao bầm thôi. Bầm thôi là ổn. Chơi tới đó. Kiệt ngô. Tại lên khúc này. Ui ui ui. Dính đạn tiếp. Lên. Bọn này không có cái khiên nữa à. Khiên ngon quá. Tiếp. Kiệt ngô hết khói rồi. Nasi. Thật Nasi nè. Ghê quá mọi người ơi. Ngồi giết giờ đi. Không. Đánh tiếp rồi không không bị xuất huyết. Lụm hết đi. Lụm mày luôn. Lụm mày luôn. Lụm mày luôn. Lụm mày là an toàn rồi đó. Ra đây. Quá mấy ủi xuống con rồi xong. Kiệt ngô bắn bể ra đi. Rồi. Ôi, xuống con nhỏ quá bắn khó dính. Xong. Ơi. Đấy, lụm tiền lụm tiền. Em đóng thép với đóng lá steel nữa. Thôi bán kính dụ nổ của súng này là bao nhiêu ta? Nếu được xây thêm hạng đây nữa. Để nó chặn cho cái việc mà nó đánh vô đây. Đánh đây nhanh quá. Rồi luôn. Cảnh đi đào sát. Đủ đây không có điện à. Tiêu điều điều. Rồi làm việc đi anh em ơi. Ngồi thế giới có chỗ nào đánh chiếm không? Không thì ở nhà farm thôi. Farm tới chết. Này đang bắt đầu up một con Diablo rồi. Mặc gì vậy? Mũ trắng sung thần kinh luôn. BKB à? BKB. Mũ BKB. Anh em bị thương nặng quá.
TTN. Thằng này còn 12 điểm. Chữ tính đây. Giờ đợi đi chặt gỗ rồi, xích bô rồi. Chắc tôi chặt cái cây luôn á, tôi thấy cái cây này nó cảm giác nó sao sao á. Cái cây này nó làm cho shipo gọi là bị phân tâm về cái việc tỉa cây quá, ngày nào cũng phải đi tỉa. Được thêm có hang thú rồi đấy, mấy con thú của tôi nó đi vận chuyển nhanh hơn. Hàng gì tôi thấy ít ai gì tôi hỏi ai có xài cây đâu, không ai xài cây đó đậu, cái nó cảm giác nó hơi phới. Cư dân bị bỏ mặt. Ai vậy? Vũ à? Vũ Anh à? Tiên trong các Vũ Anh đi. Cảnh mau lên, cảnh phải chôn lại. Này để là cậu bạn đi. Mình có cậu vàng nhưng mình có cậu bạn. Đủ nữa. Tiền cắt khối đá hoa cương trước. Đông á. Lướt. Em bắn súng luôn đây xíu. Nó kia ra lại. Nó luôn này đi. Xong. Bị gì game luôn. Đá sạch hả? Thứ tôi cần là đá hoa cương cơ. Phải chỗ này rồi. Nhớ đào đảo đâu nó đá sạch. Địa hình đất. Đất. Bùng. Đá hoa cương nè. Ngay chỗ này nè. Ừ vậy đi, nó không ảnh hưởng tới cái việc trồng trọt của mình luôn. Mấy cái chỗ sàn cứng này nè. Rồi ok. Giờ anh em ơi, má đợi anh em ra tôi quýnh xong rồi, này chắc bị đau bao tử quá. Chắc vậy luôn. Hình như đi chậm gì vậy. Okay.
tên gì đây, bánh chén trộn. Hú ra đây ngủ luôn à. Ông nội nào nấu ăn kém độ không đau bụng nè, tỷ lệ như có 1% 2% gì xui thôi. À, cái đó tỷ lệ 1% nó vậy chứ nhiều hơn xíu nữa khóc hét. Thấy cái này là cần sử dụng y học à. 258. Foray sinh học. Chắc là phải để vài cái cỡ ở đây để foray sinh học. Tránh cái việc nó đi tới đi lui xa. Ở đâu chỗ đẹp trời, cứ để ra đi. Mình đang cũng khá là nhiều mảnh vỡ nữa, cái mấy cái mảnh vỡ này. Tôi nhớ tôi có mấy chục, mười mấy miếng không mà là, nên nhìn còn hai miếng à. Thêm mấy sung chế tạo cho anh em kia lên level nhanh luôn đi. Chế tạo lên level chậm quá. 20 16. Tấn hèn, du chi. Tấn hèn, du chi mỗi người cái đi. Chế tạo, cái này là chiêu tàng hình đúng không? TTN. Tấn hèn đâu? Ủa nhớ có 2 cái luôn rồi ta. Nè. Rồi. Này gì vậy? Này để gì vậy? Đủ này không để gì luôn. Này để da thơm bồ với lại da nổi sợ đi rồi. Này để này, này để vải. Vải thường. Ok. Cực kỳ quan trọng. Này đi cho anh em đỡ đi ra đi vô. Tốn thời gian gì đây. Bút trên sàn. Cái này thì tôi nghĩ lại cho tầm trăm thôi. Má không, nó bào. Nó bào hết đi cho mình á. Má ngồi suy nghĩ cái này hoài. Vào hết Nitro Win thì cũng hơi căng. Còn cái việc mà làm bạch phiến thì phải giới hạn lại, để tránh cho nó việc nó đi qua kho nó lấy. Tại vì hút lá nó chế trước bạch phiến, hay là chế hết hút lá nó mới chế bạch phiến. Mà ở đây mà hết thuốc cái là nó phải đi lên kênh kia nó lấy. Mà lấy thì nó hơi phiền. Copy cái này lá, cầm bì cái này, dán đây,
Ok. Mấy cái này cũng vậy nè. Rồi. Giới hạn hết rồi. Ok. Này chưa giới hạn đúng không? Thứ đang hoạt động ổn. Ok. Xây thêm kêu mấy con boss tới đây. Farm chip tiếp. Đang khá là rảnh. Bay cho này tới mùa đông là chích gen nó được thêm lần nữa. Ha, giờ bắt được cái bọn tộc trí tuệ với lại tộc siêu việt đó. Bọn má nó hiếm. Hiếm điên. Gì đó không hạch. Cái gì đó không hạch đó sao hạch có được phát. Thứ chúng ta cần là đá hoa cương. Địa hình đá hoa cương thô mà đào xuống hay đá sao? Nó đào ngẫu nhiên cái ta. Hay tùy tùy lớp tùy lớp. Sàn lớp đá hoa cương thô mà đủ không đào ra ra đá vô không bỏ mồm thế nhở. Đá cẩm thạch lúc cái một khoang ở lâu chưa. Thằng đá cẩm thạch không à. Địa hình đá hoa cương thô và đào ra đá không hạch. Cười. Sibo đi chặt gỗ đi bro. Ơi, không ăn mấy cây này. Đủ không chặt mấy cây này là bổ mồm luôn á. Má hình má cản kịp. Hình má phát hiện ra. Đây tàn sa hạch với cầm hạch không à. Kỳ vậy ra.
rễ đi. Last Steel không xác định. Một mỏ, hai mỏ rồi đi. Mày xong rồi thì trồng bắp tiếp đi, không cho phép cắt thôi. Ok, thú hoang mẹ kho xác lại rồi, làm thịt sinh vật. Có xác đầy đúng không? Đúng rồi. Băm tụi nó ra. Mấy anh em kia không đem xác giờ là thấy có nghi nghi rồi. Còn đóng qua bia chưa nấu xong luôn. Mẹ chặt luôn cây cực quang rồi. Mẹ chết mẹ luôn. Mày ra tới, mày ra tới chơi. Còn cho nó mọc ngay đây nè, mọc trong nhà luôn đẹp, mọc trong gốc này nè. Người mới, này thanh niên rồi đào mỏ, đặt tên Coletto đi. Bùa gô đọc sinh tên có to. Xây dựng đào mỏ. Xây dựng đào mỏ số 1. Chứa thêm 2 tài mũi khoan nữa. Chứa thêm 2 cái tài mũi khoan. Bên này chế thêm 6 cái này để tăng tốc độ xử lý nhân giống mét lên. Gắn vô chi, vô chi tạo người máy nhanh hơn. Còn nhiêu nhà, còn nhiêu linh kiện? 141 mà. Tìm linh kiện đi. Chuẩn bị với mùa đông mà thiếu linh kiện khó đi đào. Last Steel nhà cũng đang khá là nhiều, 721 cũng không nhiều lắm, trên 2000 mới ok được. Cảm giác cung cầu đang chênh lệch khá là cao. Chế tạo để nấu tài nguyên nhanh quá. Coletto con to yếu lậu không? Con to không biết uốn lộn, nhưng có to có cứng cáp, cho con to làm cận chiến được. Cố gắng gen sao? Cận chiến thì không cần phải có sở trường đâu, chỉ cần biết quýnh lộn là được, chỉ cần có nội tạng quýnh lộn ngon là được. Ok, kéo một người rồi đó xuống đây hoàng đế đi. Tiêu lưu tiêu lưu 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 còn mỏ vô nát đúng không? Cai ngục. Sắp chết đói ham ham. Má ngộ độc thực phẩm nó không tính là bệnh trời. Không nằm nghỉ bệnh cha rồi đi. Giờ đó đi nhau à, có đồ ăn đem mà ăn heo người mà. Được mặt đất bằng Last Steel. Húp 1200. Lượm tiền. Đang khá là thiếu thép.
Dở này xuống đây. Kinh tế. Kinh tế trên 1 triệu rồi. Vũ khí tầm xa. Bỏ cái này hái này đi. Rồi. Cài đặt liên kết. Này để tôi kiểm soát được cái số lượng mà cái vũ khí này mà tôi có. Nhưng tôi không biết là tôi có bao nhiêu cái này luôn. Rồi để mấy cái sung đi. Ok. Linh kiện cao cấp 18. Nói chung giờ công việc chế tạo hiện tại đang khá là nhiều. Để không biết nên ưu tiên qua xử lý cái đống bên đây trước không. Cái đống giáp này để ngoài trời thì nó lâu mới hư nhờ. Ngoài kia để chế ra cái bàn phụ bậc hay cực phẩm. Xô ngủ đây, vô chi ngủ đâu. Yuchi ngủ trong bệnh viện. Má Yuchi thương tích đầy mình. Rất khó. Mà chế xong mấy cái mũi chưa? Như nữa. Đâu để coi tôi giờ ba cái này coi nó có kích hoạt cái gì đúng không. Má thu quân gì trước đi cho chắc. Vùng đỏ là súng này không bắn được. Vùng đỏ là hai cái súng này không bắn được. Vùng xanh lá là súng của mình bắn không được. Đủ nó vẫn kích hoạt à. Mấy gì vô nhà luôn rồi đúng rồi đó. Hả lại thêm đống xác nữa rồi. Thịt ăn thì không thấy đâu quá, thịt cho thú ăn thì thấy nhiều. Quả này nuôi mấy heo thì ngon quá. Chuẩn bị. Sao nó tiến về hướng này à? Hồn hướng này bị sóng gì chứ? Giờ phải phá hết mấy đống này luôn nè. Đông á, tầng gần 100 con. Tiêu đu đu.
nó nên phá cái hàng này để mình đẩy nó lên cao hơn xíu đúng không ta? An ninh tấm chắn bằng thép. Vô đây mà hút mấy nhóc. Bố đang đợi tụi mày đây. Cười. Đông quá, đông quá. 109 con. Cái này kho xác lại đầy nữa rồi. Má ghẻ lắc rồi. Silo quá cực luôn. Má ghẻ silo cực mạnh luôn à. Máy chịu gần hết nổi, nhưng mà tôi nghĩ là đế chế của tôi nó chỉ tới mức này thôi, nó không mạnh hơn được nữa đâu, nên chắc nghĩ là vẫn end được series, không rớp ngang giống oxygen được. 5 cây này, 8 cây này, cái đống này để sung đi. Mấy cái sung rồi nè. Thêm cái này rồi thêm, nếu như mà được có chỗ đứng này thì xây thêm cái này nữa. Đi anh em. Cụ tụi nó mày kia đâu á, má đang bắn nhau đi nạp đạn cho súng ô gôn, quá hiểu vậy mà đi xây à. Mày kia về đây đừng ở đó ô gôn. Vô đây mà húp. Kéo ba người xuống đây. Má đông quá. Địch còn đông không? Còn rất đông nha. Má không được rồi quả này. Chiêu chi. Chi đang có hiệu lệnh chiến đấu không? Bọn này càng lúc càng hung hãn ra. Tiêm nó tăng lực. Tiêm nó tăng lực. Tiêm nó tăng lực. Chơi khô máu rồi đó. Chạy đi. Tại cái kit này đập mang lừa đi, đừng có để nó phá súng. Kêu qua đây. Vũ này. Anh em cần chiến xuống đây đủ không, đừng có để tôi nó phá súng. Lên. Nó liền này càng lúc càng hung hãn rồi đó. Thì có nổ luôn. Đây. Má dính xin mua rồi. Ô dù dù không luôn. Hết rồi hả? Má bỏ đánh gần xong rồi cắn thú vô.
cũng hơi phí nhưng sao để chế giàu. Hồi chưa tính được sức mạnh của địch độ, không địch đánh vô tới đây luôn. Má nguy hiểm quá. Chỉ định ok. Này quý tụi nó đi vừa mấy bùi gu. Anh em đầu bếp tóc con mẻ độ lên. Hết đá qua cương rồi gì shit. Xoay đỡ bằng đá không thạch chứ đi. Nó xa thạch chứ đi. Má lỗ lan ra tới đây luôn. Đúng rồi, nó chịu mấy pha nổ liên tục rồi cái dòng ngoài nó nổ ghê lắm. Nát không? Không lắm, không lắm được. Coi bỏ này trong nhà đi mà ngủ. Good. Vẫn đang khá là thiếu gỗ, thiếu gỗ trầm trọng. Gỗ quá. Thú hoang này bắt đầu giảm.
bò đi. Nó nên giết người ta. Bây giờ tụi nó tiêu thụ không hết được đống đồ ăn này. Giữ nó đi. Nào thấy nhiều quá không đủ đồ ăn nữa thì giết. Thấy còn đống này nữa nè. Bây giờ bắt buộc phải xây ra ngoài. Kho lương thực phải xây ra ngoài nữa rồi. Ba trong rồi đi. Đủ cái tủ này đủ nằm ngang nhìn nó xấu, nằm dọc nhìn nó đẹp nè. Vũ bưng không bưng ba trong được vô đó à? Đã có tay mũi khoan chưa? Tìm linh kiện con Megalod được nổi giận. Cái nổi giận. Má sai vậy? Không tiện lắm. Chạy. Lùm chạy. Cho nó. Cười. Ông thật ở đây sẽ xảy quý trong chui luôn à. Rồi, đi nghỉ ngơi. What the fuck, nổ điện, 20.000 điện. Quá chè. Hồ má nổ điện vô, cái lúc ban đêm nữa. Tàn, tối nay mất điện. Thông báo tối nay mất điện. Mariki. Hành trình đi tìm mỏ đá và hoa cương. Mày để mấy cái vũ khí.
Chí tầm xa giống như cận chí. Bộ phận cơ thể hỗn tạp. Này gọi là gì? Bơm khói. Tại ngất à? Rồi đem mấy cái tiện ích ra hết đi. Chép liên kết. Dán. Ho. Nhân tạo. Vũ khí tiện ích. Ok. Để vậy mới dễ kiểm soát được. Vũ khí ra vũ khí. Vũ khí quỷ dị ra vũ khí quỷ dị. Tiện ích ra tiện ích. Này là mấy cái đồ bán được. Bên đây là lõi. Vật liệu thô. Ngoài vật liệu hiếm. Gen trong đây. Cơ. Thuốc ở đây. Đi đồ ổn không? Chỗ mỗi nơi đều thấy ổn. Xịt thịt xám. Duy đã phát hiện ra một dải mô thịt. Nó giống như da người bị nhuộm xám bởi những hạt kim loại nhỏ li ti. Dải thịt này hẳn đã bong ra từ ai đó trong quá trình dịch chuyển. Có lẽ ai đó ở đây đang trá hình. Dưới đây là một số cách để phát hiện ra kẻ giả mạo. Chế độ thẩm vấn tù nhân đã được mở khóa. Bắt giam ai đó để cử một cai ngục đến để thẩm vấn họ. Đủ đi tìm người nghi vấn nè. Thu thập thêm những mẫu thịt xám để phân tích, xác định đặc điểm sinh học của mối đe dọa. Sau đó sử dụng nghiệp vụ kiểm tra phẫu thuật để tìm kiếm dấu hiệu này. Quá trình thu thập mẫu vật có thể cần nhiều thời gian. Vì phẫu thuật xâm lớn, xử tử hoặc trục xuất bất kỳ ai tình nghi. Cảnh báo, một số loại ký sinh có thể kiểm soát tâm trí nạn nhân và thậm chí lây sang người khác. Đù, má, có biến rồi. Tôi không biết là gì luôn. Ở cái xám ở đâu luôn. Con lét to đúng không? Nãy giờ mẹ đế chế từ đầu tới giờ chỉ có mỗi con lét to là hắn có điềm điềm gì đó. Con to mới vô. Con to này họ kiểm tra nữa rồi. Để giờ kiểm tra tàn đế chế. Má. Nãy khứa nào ngồi ăn đây vậy? Có thể bởi được phân tích hả? Phân tích thử coi. Cái này có hư không? À, biến cố gì ở đây? Con to nói rằng không phát hiện bất cứ điều gì. Cũng có thể là Duy nói xạo. Nói chung là khổ có to thì không có gì hết. Tiến độ phân tích. Mẫu thịt này có dấu hiệu sinh học.
Achawe-G7 thêm hiểu biết nhận thức về dấu hiệu sinh học này, các sinh vật sống, thì vẫn cần tìm thêm máy mẫu này. Em không biết của ai luôn. Em không biết cái cục đó của ai luôn. Má ghê quá. À, trong đám nhà mình có một thằng nào đó ăn căng hả ta? Má tàn trung thần không mà từ đầu tới cuối. Có mỗi cái to là lạ thôi, có to mới vô. Vô nát. Lạ thiệt. Bài phát biểu đó đi. Má lạ thiệt á. Má mà nó nổ điện ngay cái canh trời gần tối nổ điện nữa. 3-4 giờ chắc tầm 7 giờ sáng có ánh sáng lại. Lại tiếp tục có điện thôi. Lừa bí ẩn dữ ta. Má. Ok. Quậy khoái quá rồi chưa? Chưa luôn à. 6 tiếng nữa. Là tầm 11 giờ trưa ngày mai. Tiêu điều điều. Kêu Du Chi với lại chắc Du Chi với tôi qua đây xử lý cái đống này đi. Chỉ định. Phí này đi. Cảm giác mà đang đánh nhau mà phải bấm từng cái mà đã bấm rồi là phiền rồi, còn kẹt kẹt thêm cái phí bấm thêm nút nữa hơi phiền. Luciferium thì không nói, Luciferium là bắt buộc phải như vậy. Dừng. Cười. Quậy. Ai cho xài này đấy? À thả cân nghiện hả? Hết hồn. Má chứ anh em nào mà cũng bú cái đó vô thì cái đó chết này chỉ có banh xác. Ủa? Đây hết việc làm hả bà gu? Chắc thiếu uranium nên chưa có làm giáp được. Nhà đang khá là thiếu uranium, mấy giáp này cũng chế bằng uranium. Đang đào đây. Đào đây vẫn là đá sa hạch với đá cẩm thạch thôi chứ không có đá hoa cương. Có đá hoa cương hiếm vậy sao? Nước tăng lực. Sao mỗi người đem có một cái vậy? Tôi nhớ đem nhân 2 mà. Nhưng hai để cắn vô rồi khỏi phải chạy về. Chạy về lấy tốn thời gian. Hoàng đế cho đem theo 2 cái mà không dám đem luôn à. Đem 3 cái luôn được, không ai ý kiến gì đâu. Do 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 do.
Trời má nhiều dữ vậy. Trời, hồi nãy kiếm cái đao cũng khó không ra. Má giờ để ra cái một đống. Nhiều vậy cái shit. Mày như full kho luôn cái gì á. Chứ gì nữa. À chưa. Mày mà lọc được bớt bớt. Và cái nòng pháo gia cố kiếm kiếm cái chỗ nào để ở đây luôn đi. Để ở đây thì nó hơi ghê đó. Đây nè. Để trong nhà. Du chi. Để tôi coi du chi nếu như mà là Madlock mới thì nó có giảm không? Nó không còn vậy, má càng ngày nó càng đông hơn. Càng ngày nó càng đông hơn. Giờ chuyển qua nữ hoàng chiến tranh chứ không phải đi vô lô nữa à. Quan đi kích hoạt thì có khác không? Cũng vậy. Kích hoạt đi. Farm tí chip cái. Máy cái máy xử lý gán là đáng lẽ đừng nên xây bằng chip. Chip đã hiếm có rồi, độ hỏng còn bắt xây bằng cái đó nữa. Của mồm thiệt. Shippo. Hai cây này con sao nào phá mất cái đụ họng cái gì đây của tôi luôn rồi. Chắc mấy con kiến rồi. Điều 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 điều. Vướng à. Má nó vẫn vướng gì ta? Phải vướng nào? Kỳ vậy. Cười. Má này muốn vướng gì vậy? Da chấp vá. Đi vô thu không ta? Da chấp vá 2600. Xử lý xong đóng thú rồi chưa? Vẫn đang bưng vô. Trong vòng một ngày đúng rồi, chưa xử lý xong là bọn này nó hư mất. Thôi mày chuyển qua kho đầy. Má nó không có cái gọi là cảm biến nữa mà. Kho đầy thì chuyển qua làm cái này. Kho đầy như má game nó không có thông minh tới cái đó. Mình phải tự làm tay thủ công thôi. Chết tiệt. Hmm.
Lan, trải nghiệm của hứng coi sẽ bắn chính xác hơn, không liên quan. Này dù là của Haman với lại Hân Tẩy à. Haman rồi Quân Chương, Hân Tẩy với lại Minh Phương rồi. Đủ tính là có cái giường sẵn luôn nè, giờ chỉ đợi nó nằm thôi đó. Mấy người máy đậu không, mấy người máy lau nhà đâu hết trời. Má nhà dơ vãi cái shit kìa. Thế đây. Điều 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 điều. Chín, 10.000, gần 10.000 thịt tào lao. Căng quá. Sao hoa không râu, sao hoa chay. Tức hơn sao hoa chay. Rồi ok. Xây vậy nó sẽ thoáng hơn xíu đúng không? Đó, ok. Vừa thoáng mà vừa cân xứng nhau nữa. Sau này vẫn chưa tuyển vô được vậy. Lại lên cần thêm nông dân nè. Chỉ nhớ tốt. Lại thiếu thép. Chắc làm tượng vừa đi, đem bán thôi. Nãy giờ ngọc bích cũng chả để làm gì. Ngọc bích tượng vừa chép, chép dán hủy, chép dán.
Đó, Phương ơi, đảo này nè, đờ phát. Sớm vui vô đảo mấy cục đá đó ngoài. Đờ phát. Giải quyết đóng này đi. Cười. Còn gì nữa không ta? Ôi. Má 11 giờ trưa là quẩy được mà giờ tối mẹ luôn rồi. Hoàng đế TTN. Lá rơi. Má có nào mấy người tiếp xúc với cái này cũng bị dính luôn ta. Nếu vậy là tôi có cần kiểm tra mấy cái này luôn vậy. Thôi cho mấy người lính thường đi chứ. Anh em mà quan trọng quá thì không nên. Bike Simon Thịnh Di. Bảy mươi hai phần trăm lên. Như là tôi cho mỗi lá rơi là nghiên cứu bóng tối đúng không? Lá rơi là phải ưu tiên cho nghiên cứu bóng tối. Xong mới nghiên cứu mấy khác được. Thì lá rơi sẽ là được đặc quyền duy nhất được xài thuốc kia. Đặt gì đi chợ. Đấy là tào ao luôn đi. Đặt Luffy. Luffy thì phải có Zoro. Tự tôi chỉnh cho lá rơi. Này để thôi. Để thêm huyết thanh nhìn thấu hư vô. Thuốc này được bao nhiêu ngày ta? Đỡ này hai bình thường. Lá rơi từ từ để tôi chết cái thuốc đó rồi bao nhiêu ngày. Thanh nhìn thấu hư vô. Tác dụng là 15 ngày, là 15 ngày bú 1 lần. Một mùa bú 1 lần. Để nghiên cứu quá nó sẽ nhanh hơn. Mỗi 15 ngày, mỗi 10 lần mỗi ngày bú tới chết luôn á. Banh chát luôn á, giỡn. Uống vô á, bú quá cực mạnh. Đến từ vị trí của lá ghê luôn. Tôi cũng nghiên cứu bóng đêm luôn đi. Thường tôi có làm gì đâu không. Chế tạo thôi. Để hoàng đế cũng chơi quá luôn đi. Tí đi đâu. Hoàng đế chơi quá không biết ổn không. Từ chối là còn hôn quan đi với Luna. Gì vậy. Luna quan đi sao. Từ đến má thu quân đã. Anh đi vô nhà trước đi cho chắc. Cười. Cái gì mà tam giác hình tam giác vậy. Khó vậy.
khuấy quá cái chui nhà núp liền. Đợi phải bắt thêm vài con nữa nghiên cứu. Tôi coi danh sách thì cái việc mà khai thác nghiên cứu với lại lấy ferrit thì con này là cao, gần cao nhất vậy, tùy con nữa. Mình như là con này là gần cao nhất nè, bắt con này là ngon nhất nè, bắt được 8 con này là ngon. Trường hướng đang làm gì không kéo mang bò vô gù, đang đợi lệnh phá cây này mới đem tụi nó vô được. Giờ này xuống này cái là đường ra vô, chắc có lẽ là sẽ xóa khu này đi, kéo nó dài qua tới đây luôn. Hoặc là bỏ khu này luôn. Bỏ khu này luôn. Để đi. Hỏi có biến gì đây? Ngai vàng chưa phù hợp. À, khứ nó ổ vô ngai vàng. Khứ nó ổ vô ngai vàng làm ngai vàng dơ này. 158. Má được được là hoàng đế rồi, hoàng đế lao luôn chứ rồi. Không thì tôi mèo đau chích cụ. Chị tôi kích ne đã chết. Cây chết làm tôi thốn nè. Đau nhẹ đồ. Từ chối bỏ quan đi. Bầu trời mờ dần. Xây dựng những khu vực chiếu sáng tốt để sống sót. Chế tạo các gói đèn phá sóng để khám phá bóng tối. À đủ. Mẹ. Chế đó đâu? Chế đó đâu? Cần pháo sáng đúng không? Mẹ chế pháo sáng đâu đâu vậy? Mỏ mà đại dương ơi. Chế tạo các gói đèn phá sóng để khám phá bóng tối. Đèn pháo sáng đỏ đỏ đúng không ta? Thấy trong trailer nó có nhưng mà đủ cái nó chế đâu. Súng phun lửa, gói pháo sáng gây nhiễu. Bắn rào gói pháo sáng gây nhiễu, khi va chạm pháo sáng sẽ đốt lên một viên nang. Nó này nè. Phải nghiên cứu cái này trước đã. Lá đơn đang làm gì á? Thiền á. Tầm này lá rơi chắc thiền ít thôi. Thiền tầm 50 là được. Tranh thủ đi. Tên là Đát Nét, tộc người lửa. Chuyên trồng trọt. Một phổi bị phá rồi. Ghép phổi nè.
tay lĩnh vực, tay lĩnh vực, tay phải, tay trái, thêm cái rồi que nữa. Đâu ta? Vô đây. Tộc này cần chiến yếu, tộc này bắn súng thôi. Giải trí Collector với lại Darknet chỉ định. Rang xa hoa quân. Ok, chấm vô cái. Ok chưa? Hồi nằm đi để anh em tới phẫu thuật rồi tính tiếp. Không phải 55. Sao đang không có điện? Thiếu điện à? Má lại nữa rồi. Bóng tối phi tự nhiên. Giờ nó tối vậy là không có đủ năng lượng rồi. Anh em đang nằm đang nguy rồi. Bốn trăm, cái này cần 200. Ưu tiên cho anh em trên kia trước đi, đem cái này ngoài kia lại. Kỳ nhanh lên rồi ơi, hết gút rồi. À, không có ánh sáng mặt trời nha, không có điện luôn. Á à, đù. Má đây tối giờ cộng dây điện không nói nhau. Á đủ shit. Á đủ, chúng ta mất 3.600 điện tối giờ, chúng ta không biết luôn. Gấu qua nó chi trời. Collector. Rồi, ra đảo này đi. Gì nữa? À má rồi, không có điện là nguy rồi. Một đêm trong đây thôi là tanh banh chành hết luôn. Dù nhiệt độ cũng khá là ổn. 3 độ hả? 3 độ nó chỉ là mát thôi, nó không giữ được lâu đâu. Mikey
Nhanh lên bộ ơi. À, tại nãy nó điện á, nãy dư tới 20.000 điện lận, 20.000 điện đó thì có 2-3 đêm cúp điện cũng ổn. Đang đám cưới gì vậy? Vui gì đây vui vậy? Được, đến chắc không lỡ của quân chương với Haman quá. Này quân chương Haman lấy nhau luôn nè. Đám cưới nghe quả cúp điện vậy hả? Nhanh lên rồi rút bộ ơi. Ok. Bóng tối cận kề, bóng tối sắp sửa bao phủ. Chỉ có những ai có phạm vi ánh sáng trực tiếp từ đèn, đuốc hoặc pháo sáng mới được an toàn. Để đảm bảo an toàn cho thực dân, hãy giới hạn khu vực di chuyển của họ trong thẻ kế hoạch. Rồi. Tâm nhà sáng lắm, sợ thiếu điện thôi. Má nói kia vô cái điện nó ổn lại liền. Má hiểm quá. Ổn được xíu. Alan bị gì bị thương nặng dưới Ugu? Ai đánh Ugu? Kaka với Alan mới vũ lộn. Hồ má ngộ độc phòng đá. Khu vực nó ăn bẩn. Rồi luôn, not good. Not good rồi, vật rơi. À, phải xem xét xây thêm người máy rồi. Nhà giờ nhiều thú, nhiều người quá, má dặm dơ, dọn không kịp luôn. Còn người máy ngu người luôn mà. Chỗ chưa dọn luôn nè. Ba con người máy, ba người máy hút bụi, hai người máy hút bụi. Đây chế thêm 5 cái lỗi cơ bản. Cư dân nhàn rỗi Luna có luôn. Cứu đi bù. Cái gì đóng thép đây cười. Trời, tôi ước gì có mã cái mẫu uranium mà bự cỡ đó thì ngon. Giờ nếu vậy hệ thống không có điện, hệ thống vũ khí của mình cũng bị tê liệt luôn. Và mình cũng nguy kịch luôn. Có to. Đất này sao rồi? Chín mươi tám phần trăm thành công. Nó tới. Bóng mổ tối bất thường này bao trùm những sinh vật không phải con người đang di chuyển ngay ngoài ánh sáng. Những cột kim loại sắc nhọn dầu nhớ đang rơi từ trên trời. Chúng rất đáng sợ và nhìn vào. Chúng rất đáng sợ để nhìn vào, nhưng chắc chắn chứa công nghệ quý giá. Đạt được chúng bằng cách xây dựng những con đường được chiếu sáng tốt và phá hủy chúng để kết thúc cơn ác mộng này. Ngoài ra nếu bạn có thể sống sót lâu, bóng tối sẽ tự tan biến. Má chứ giờ không chế tạo được thì chịu thôi chứ sao. Má tao hùi luôn. Cổ đây hả? Một cái đây, cái đây. Mày kỳ đâu ra đó rồi Gu? Má ghê lắm, không sợ ma à? Về đi, về đi. Tôi biết ngoài đó có mày gì đâu. Van Hinh bị tấn công. Ủa này đón sách tội ra đời. Má vô bóng tối là bị quýnh à. Văn Hinh bị đứa nào tấn công rồi?
cái này warp nó giao với thực tại này em ơi. Nguy hiểm lắm. Cúp đèn là lậu là banh sát. Mất đèn là banh sát. Nhờ vậy mình không biết chỗ nào có ánh sáng chỗ nào không có nè. Xoay cái ra đi. Mấy góc ngoài ngoài cùng rìa thành gì đó không có thì cũng bình thường thôi. Ghê quá, ghê quá. Có gì thứ gì đó bóng tối tấn công bình phương đưỡng đảo này nữa. Má chơi học lét á. Nó không tấn công, nó không tấn công thú của mình, nó chỉ tấn công người thôi, đúng không? Rồi nó đứng trong bóng tối lâu quá là sẽ bị thọ. Ý đủ chạy ở đây muốn bị quýnh. Má quýnh mạnh dưa. Quýnh cái nước xương luôn là ghê tụi mày. Giờ phải tìm cách công ra ngoài. Má mà sao nó không nghiên cứu này trời. Dựng cái nghiên cứu này đi. Dồn cái nghiên cứu này nè. Nó ghê rồi. Tấn công thanh tẩy coi rửa cho bóng tối rồi tấn công kiệt ngô. Má trong nhà cũng không an toàn, nó đỡ phát chắc nó quýnh nó khiều lâu lâu gãy gãy chọn lén nhẹ cái chắc không chết đâu ha. Má im im nó quất cái gớt cái đầu là vỡ mồm luôn. Má giờ hết điện nè, vấn đề là điện điện không gồng được lâu. Tắt điện của má này đi. Ba cái này tốn điện nhất nè. Cái gì quýnh quá trời quýnh luôn. Ủa not good bro ơi. Quýnh chạy ngoại luôn. Má không có điện là bỏ mồm. Not good rồi. Đủ không để tôi kêu chi viện thôi. À, nó quýnh quá trời quýnh luôn. Anh em ra đây hết đi. Má quýnh quá quýnh luôn. Rồi chúng ta má phải xem xét cái vụ này. Giờ ở đây nó có hàng cột đây đúng không? Mình phải nhảy robot ra để phá luôn. Nhưng mà không biết trên đường đi đủ không có gì không. Má nguy hiểm lắm. Lá rơi có chiều đèn. Vậy thì má trong đây nó cũng còn sáng luôn. Anh em mơ dân thường ấy, ở lại đi. Này mở được máu ra chơi tụi nó rồi chứ. Lá gờ đi, lá gờ theo, lá gờ có chiều phát sáng. Go. Quân không đúng không? Đi. Ở đây. Quen. Go.
DL với quân chương à. Hết cuối rồi. Ghê người chắc đủ chơi đó. Khiếp công việc ngồi là không hỏng luôn giờ đi. Máy hình quá lá gơi còn có chiêu này. Nó cứ khều bên ngoài liên tục luôn kìa. Cò bò hoàng đế. Vô. Nocturne à, Nocturne tấn công à. Má có to có vũ khí luôn. Mình muốn có to mới vô, nó tấn công từ bên này. Chuẩn bị dàn đội hình. Quay 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 quay. Chích con mẹ rồi. Chích con mẹ rồi. Hoàng đế kêu chi viện lẹ. Chết con mẹ rồi. Not good, not good. Lên. Quá đông quá. Sao có hoàng đế ở đây, có hoàng đế ở đây. Có hoàng đế ở đây. Mẹ chứ mặt hoàng đế mấy con sinh vật này chỉ là mẹ gù mũi. Mẹ cố ơi, lá gơi lui đi, lá gơi đủ, lá gơi không có giáp á. Mấy con chó này. Không có máu luôn. Không biết khi nào nó nóc luôn. Nhờ cái bố mày. Anh em giữ vững vị trí. Ai này? Đánh nét rồi, đánh nét đừng. Đôi khi có nó to giờ nhà luôn đi. Còn một cổ ở đây nữa. Đi 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 đi, go 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 go. Đi theo lá gơi. Lá gơi là Achomonica đó. Không có cái ánh sáng lá gơi đi từ đây tới đây mẹ. Tụi nó thọc giái chết luôn á. Khoan má hoàng đế bị thương nặng quá. Thịnh Di cũng bị thương nặng rồi. Ai cũng bị thương hết. Nhưng mà tôi giờ tôi bị thương, tôi bị xuất huyết luôn. Từ đó tôi chết là anh em tôi. Không để ai chết đây cả. Thanh tải đâu. Cầm máu Quang Vinh nè. Kaka. Kaka ổn. Yuchi, Kiệt Ngô, Pika, Thịnh Di. Không ai xuất huyết hết đúng không? Nasi. Cắn máu lá gơi đi. Cắn máu với lá gơi. Truyền qua Nasi. Truyền qua hoàng đế. Rồi, má tiếp. Má đàn kết là sức mạnh. Go. Chết mẹ không biết lá gơi mana còn nhiều không nè. Hồi nãy không biết, giờ xếp đồ hình sẵn. Cứt lần, có cứt lần thứ hai mày bắt được tụi tao. Yêu chi quật. Yêu chi quật chiến đấu luôn đi.
Tôi đang tự hỏi nếu như mà đế chế của tôi không mạnh như vậy thì gặp cái sự kiện này tôi thở nổi không trời. Hình như là không. Lá gơ hết mana luôn, chưa. Mấy cái chiêu này tốn bao nhiêu mana đâu. Anh em nào bị thương thì đứng vòng trong đi. Mình đến đứng đây. Mỗi khu hai tăng cơ. Quang Vinh bị thương nặng, Quang Vinh vô trong. Quỳnh Phương đứng đây. Sigurd Moon, Yu Chi đứng đây. Nói Yu Chi mình, Yu Chi tăng đúng không hả? Nó mày đứng đây nó có cái tường che sẵn rồi, dựa tường luôn đúng rồi. Má, dựa tường luôn. Hay lắm. Dựa tường luôn chứ tội gì. Mình có tường mà. Thế lưng tựa vào núi. Anh em là khỏe đứng ngoài đi. Các ca rớt cái súng ở đâu luôn hả? Đây, Yu Chi đây. Hoàng đế đứng đây. Má bảo vệ hoàng đế nè, xin mua bảo vệ hoàng đế nè. Thôi lan qua đây. Vũ đây. Cười. Ôi 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 ôi. Lộn lộn lá gơ lá gơ. Ôi ôi. Hình chi không có súng à. Cà ca chứ. Hơi lá gơ đụ không vô vô sếp ơi. Đứng nó đụ quá. Không chết á. Hồi chết mẹ lỏng cái chỗ này của tôi rồi. Hồi nó đẩy từ đây qua hả. Tùm lum hướng luôn. Chơi đi. Ôi giờ cắn lộn. Nước tăng lực. À, vì hoàng đế TTN chúng ta sẽ không chết ở đây. Nước tăng lực. Kaka đứng đây tăng đi. À, không có súng mà khu. Đến qua đây. Vũ qua đây. Rồi, má theo chỉ huy của World Master Yu Chi chơi mấy này được. Chơi đi. Đỡ địch chán anh em chơi nè. Chơi đi. Đánh tự do luôn. Má tôi biết hoàng đế. Tôi biết tôi ảo không. Đánh đi anh em. Đủ quẩy lên. Má hoàng đế địch chán anh em quýnh. Quýnh nó quýnh tới cất luôn. Má tôi lui ra cái. Chén cụ tụi nó. Ừ, anh em cần chiến được bỏ vị trí. Ôi, má tôi cắn thuốc vô. Làm đủ kiểu luôn, còn cái cột nào không vậy? Còn là có yến á. Bên đây phá rồi đúng không? Hết chưa? Lá gơ xỉu luôn rồi. Không đẩy đâu. Cú lá gơ. Anh em cận chiến. Đập bởi cửa đi. Đẩy đem lá gơ giờ đi. Hình chó. Mẹ mày. Cút khỏi đế chế của mày. Rút. Rút rồi. Vậy là ổn chưa nhờ. Nó không hiện thông báo gì luôn. Nó
đù, có mấy thằng vô nhà luôn rồi. Thế là dưới sao bọn này mới end được. Ây da, đủ quá trời người quýnh luôn. Ây da, quá trời người bị quýnh luôn. Cứ đi theo ánh sáng đi vô nhà đây là được. Cứ ngàn giờ đi. Má nó hùi à. Nhìn mấy con nóc tôn kìa. Má nó hùi rồi anh em ơi. Kìa quá. Đủ sau vụ này nhá. Phải xem xét rồi đó. Xem xét rồi. Ánh sáng với điện rồi đó. Không má, tại nãy xui đủ. Không nó nổ điện. Chứ điện chắc chắn là đủ. Chỉ cần tắt mấy cái đèn mặt trời là điện đủ xài 2-3 ngày luôn. Còn cái cột đó đúng không? Hay là phải giết hết mấy con nóc tôn? Nếu mà phải giết hết mấy con nóc tôn cũng hơi phiền đó. Cái cột này phá rồi đúng không? Cột đây phá rồi. Má còn cái cột nào nữa à? Thì trong nhà mình làm gì có vụ đó. Đờ phát, sao sự kiện vẫn chưa kết thúc nữa. Nó phải hiện thông báo vậy đó chứ. Cầm má cho anh em chứ đã tính. Nếu vừa phải giết hai con này thì không bự qua đây. Không bự qua đây cân hai được. Tụi mày tàn mấy thằng núp núp ló ló, tao không nghĩ tụi mày mạnh dữ vậy đâu. Nếu là mạnh là không núp, mà đã núp là không mạnh. Vậy nó mới cân bằng được. Ôi giữ hoàng đế lại. Hoàng đế điên con mẹ rồi. Má nó cứ thọt 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 mình hoài chạy. Tôi phá hết mấy cái cột rồi đó. Dán chết cụ này bùi ơi. Mấy con lừa ở đâu rồi? Còn hai con này chắc giết hai con này là xong á. Mà nó ghi là phá cái gì không à? À đủ mấy này sức quyết tự lăn cái nằm hết rồi. Thì không bùi gô bắt này đi. Cho thanh tẩy còn khỏe, thanh tẩy còn bắt này. Rồi ok. Tôi đang tự hỏi là còn cái cột nào nữa không? Thì cái cột này đã phá rồi nhưng mà không thấy mấy cái mảnh đâu. Mày láo à. Nè có mảnh này là phá rồi mà. Á à, còn cột rồi đứa trời.
Atlantean điên rồi, hoàng đế điên rồi. Quá kỳ trời. Ủa vì nó khiêu liên tục luôn. Lá gờ rồi. Hết mana con mẹ nó rồi. Vô lý phải cứt. Không lẽ có một cái cột ẩn đâu đó quanh đây nữa à? Chơi mà chơi kiểu đó thì dụ. Chơi mà giấu cái cột nào trong bóng tối nữa thì dụ, chỉ có chết. Làm éo gì có ta. Kỳ vậy. Hai con em tôi bị quấn liên tục luôn rồi. Mẹ đây không có điện nữa chứ. Hồn há hoàng đế xong rồi, hoàng đế độ hoàng điên hết cỡ điên rồi. Không có ngai vàng đồ bla 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 đâu. Thôi cúp điện cái này luôn. Quýnh te đầu luôn á. Shit vậy. Má nó gút đi trời. Hãy cứt thiệt. Lạng quá ta. Á à, tôi mẹ bí luôn anh em, để quyết giải quyết vụ này sao luôn. Vô lý nó kêu phá mấy cái cột, đụng tôi ra nó phá mấy cột rồi. Má kỳ vậy. Bọn Linh này cũng chết hết rồi, làm Linh này còn nào sống nữa. Này chắc chắn bị phá này, có cái này ở đây là bị phá rồi. Má vô lý. Ở đây đủ. Má nó trong thành mà luôn, má đúng rồi nơi bạn nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất luôn. Tôi éo tìm trong mẹ trong thành luôn. Mặc dù trong đầu tôi vẫn có hoài nghi là nó sẽ ở trong thành, nhưng mà đủ hỏng nó hay lắm. Đẳng cấp ấy. Má kết thúc vụ này thôi. Cái này là giáp, giáp nhà tôi là hỏng nặng luôn rồi. Quả này. Má nó cứ bào mí nãy giờ mất nhiều phần trăm. Giờ xếp đồ hình trước đi. Anh em cần chiến ở đây. Má tại vì nó sáng, nó nằm trong cái vùng sáng chung luôn. Mình éo để ý được đậu hỏng. Game chơi ai cực.
thủ, thú còn tác dụng. Kích vô đây. Này, đợi anh em tụ lại hết đã. Nhanh lên. Má là nãy giờ bị đấm như con chó rồi. Tôi tưởng hồ game lỗi đi. Tưởng nó phải có cái gì đó chứ. Ok, hai cậu kia nó quất mình, còn ai nó quất mình luôn. Má ghê. Game lương. Được, ra ngoài thôi. Giải quyết đóng này đi. Má sợ hãi quá cứt. Chưa xem mấy cái thành mà đã để cái này lên là banh xác rồi. Kết quả anomaly chắc banh xác nãy giờ rồi. Nó bính nó ngóc cái đầu lên nổi luôn. Rồi. Chết tiệt tiệt. Anh em này vẫn ổn. Xong tập sau tôi phải chết sức khỏe từng anh em. Ủa trang phục cánh cuối má nó bào giáp vô điên luôn à. Con chương nói bụng à. Thợ săn thiếu vũ khí tầm xa. Đủ 5 giờ chiều nữa má, phải qua hết đêm nay mới có năng lượng tiếp. Chịu. Phải qua hết đêm nay đã. Bệnh viện quá tải luôn. Emperor. Kaka. Đất nẹt. Khu vực nấu ăn bẩn. Ngân hàng gen thiếu năng lượng. Không biết có mất cái gen gì không nãy giờ. Khơi. Bắt được con Nocturne. Con này là Nocturne. Phải dời mấy bạn này ra ngoài à. Hoặc là giết mổ là phải giết ngoài thôi. Mà giết ở trong đây thì đủ không, nó đau bụng liên tục. Vô lao động ngoài trời, giảm năng suất. Đây cho ok này. Đây đi bưng xác qua hơi mệt. Chứ mà nó sẽ đỡ đau bụng hơn một xíu. Rồi đau bụng quá. Đây má làm chỗ này nó băm dơ ra tùm lum. Rồi mất buộc phải phá khu này. Để tôi xem xét.
Máy gây ngộ độc thực phẩm vậy hoài nó không hay. Du 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 du. Cứ đỡ anh em mấy cục đó đi. Điện này cho tôi gỡ ra hết đi. Nó được lúc vô mấy quả tình huống nguy kịch còn có mà xài. Đỡ đây nó bị động quá. Xây sát đây quá vậy là ngon rồi. Giờ không muốn phải phá cái này xây lên đây. Nó dư có ô à, thiếu có ô à. Làm diện đó luôn. Quá chè. Sẽ là khu chứa xác của tôi. Việc nhu cầu xử lý xác càng ngày càng tăng cao, bắt buộc phải có một khu riêng để gọi chứa xác. Cơ tập này cố hoàn thành nốt này đi rồi nghỉ. Cục linh kiện. Phải đào được đó, last steel. Chuyển qua đi tìm last steel tiếp. Một, hai, ba. Thanh tẩy Thunder Minh Phương. Ăn sao qua luôn à. Con cá cứt nhà hết đồ ăn luôn à. Quái cứt thiệt. A à, đù. Má do mình chế một sao chế một sao chịu xíu nổi.
chế một làm sao cũng nổi.